Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Klarna nhận được 200 triệu đồng token Cybermart Pro. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé. Đã có 364 tài khoản holder và đã phát sinh 841 lần giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website Klarna.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả ở video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây. Sau đó qua bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuỗi Direct của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví giúp mình. Ký hiệu SFM số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token và các bạn quay trở lại website Klarna.net, tìm tới bước 2, truy cập vào cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Bên ngoài trời mưa đến thế nào các bạn thông cảm nhé. Rồi, chương trình ăn drop sẽ kết thúc vào 24 ngày nữa. Thì giá sau khi lấy lên sàn và quay web tương đương với lại 0.073 BLB nhé. Rồi, các bạn nhấp vào đây. Cả làm 200 triệu Cybermart Pro. Rồi nó yêu cầu với kết nối với ví MetaMask thì các bạn cập nhật tiếp theo và nhấp kết nối nha. Còn lỗi khi ra chờ một lát mình sẽ cả làm lại. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Klarna.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé. Khi về mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra nếu bạn chưa qua tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trên đời. Rồi. Trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình sẽ quay lại mình Klarna lại phát nữa. Chưa được nó mạng. Bạn lưu ý cột bên cánh tay phải nên là những dự án nào đặc biệt sắp kết thúc và những ngày gần nhất nha. Các bạn nhấp vào đây nhận token để nó mở ra các web mới để các bạn cần làm nhé. Đấy, 8 ngày nữa sẽ kết thúc này. Đấy, thì các bạn copy con chắc của nó và giá nó quay sang ví MetaMask hoặc ví Churalet của các bạn là thêm vào và mở web để đi nhận token thôi nhé. Rồi mình sẽ claim lại này. Ai chăm sửa sẽ có mất token. Thì không khỏi mất thời gian của các bạn thì các bạn cứ ấy thôi nhé, cứ chờ một lát được cả làm lại cái đi do lỗi mạng nên là nó chưa được nhé. Một ví khác mình đã dùng xài ok rồi thì các bạn thế nào thôi. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.